Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và chia sẻ lời Chúa ngày Chúa Nhật. Đầu tháng 10, mùng 1 tháng 10, tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ, cũng là Chúa Nhật thứ 26 mùa thường niên. Chúng ta sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh mát theo khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn." Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy, nó đáp thưa ngài con đây nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời người thứ nhất Đức giê -xu nói với họ tôi bảo thật các ông Những người thu thuế và những cô gái điếm Vào nước thiên chúa trước các ông Vì ông Doan đã đến chỉ đường công chính cho các ông Mà các ông không chịu tin ông ấy Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin Phần các ông khi đã thấy vậy rồi Các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy Đó là lời chúa kính thưa cộng đoàn, nếu như ở ngoài các giáo xứ thì hôm nay chúng ta sẽ mừng lễ Đức Mẹ Maria Mân Côi. Lễ Đức Mẹ Maria Mân Côi vào ngày 7 tháng 10, đó là ngày thứ bảy. vào ngày thường thì có thể nhiều người giáo dân bận đi làm không thể đi lễ được, nên là giáo hội rời lễ Đức Mẹ Mân Côi vì lễ Đức Mẹ Mân Côi là lễ đặc biệt, rời vào ngày chủ nhật để cho tất cả mọi người đi lễ ngày chủ nhật theo luật buộc ít là như thế thì cũng được tham dự lễ Đức Mẹ Mân Côi để Đức Mẹ Mân Côi ban ơn cho À, nhưng mà đối với con thì ngày thứ bảy này thì con vẫn chia sẻ lời Chúa bình thường Nên là hôm nay con chia sẻ tin mừng ngày Chúa Nhật thứ 26 mùa thường niên Kính Đức Cộng đoàn hôm nay thì cũng có nhiều ý nghĩa lắm Thứ nhất hôm nay mùng 1 tháng 10 tháng mân côi kính Đức Mẹ à, ngày hôm qua thì con cũng đã có lời kêu gọi tất cả cộng đoàn Chúng ta hãy cố gắng siêng năng đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ, chúng ta nhớ lại lời mẹ nhắn nhủ, chúng ta nhớ lại lời mẹ nhắn nhủ khi hiện ra ở Fatima. Thứ nhất, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Thứ hai, cải thiện đời sống. Chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi thì nhờ ơn của Đức Mẹ thì chúng ta cũng có thể cải thiện đời sống. Và thứ ba là tôn sùng trái tim mẹ, trái tim mẹ là trái tim vẹn sạch, trái tim tràn đầy tình yêu Chúa và yêu anh chị em. Xin cho chúng ta cũng yêu mến sự thanh khiết như là trái tim của Đức Mẹ. Xin cho chúng ta cũng có một trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa cũng như là tràn đầy tình yêu của thái nhân như là mẹ Maria. Đó là ý thứ nhất, tháng mân côi kính đức mẹ. Ý thứ hai, hôm nay mùng 1 tháng 10 giáo hội kính nhớ một vị thánh hết sức là dễ thương. Đó là thánh Teresa Hải Đồng Jesus Thánh Teresa Hải Đồng Jesus Ngài là tiến sĩ hội thánh mặc dù là không có một cái bằng cấp nào cả. À bởi vì ngài đã sống kết hiệp kết hiệp kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu sự khôn ngoan đích thực của chúng ta không phải là bằng cấp mà sự khôn ngoan đích thực đó là nơi Thiên Chúa những ai kết hiệp với Chúa người ấy trở nên thông thái những ai kết hiệp với Chúa người ấy trở nên thầy dạy của muôn dân thế thì chị thánh Teresa hài đồng Giêsu đã sống kết hiệp với Chúa Giêsu và đã nên thánh bằng con đường nhỏ tức là làm tốt những việc nhỏ à, hay là ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Chị Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu nên thánh bằng con đường thơ ấu tức là nên thánh từ những việc nhỏ, làm tốt từ những việc nhỏ. Chúng ta xin chị Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu cũng giúp cho chúng ta à, hãy làm tốt từ những việc nhỏ, hãy làm tốt từ những việc nhỏ. Đối với cá nhân con thì con cũng rất là yêu mến chị Teresa Hải Đồng Giêsu ngày nào thì con cũng đọc kinh khấn với chị Teresa hết lạy ơn bà thánh Teresa hay đồng Giêsu người sống ở đời này không được là bao mà đã hóa nên gương đất trinh tuyết về đức sạch sẽ như thiên thần được kinh mến đức Chúa trời cho vững chí và được phó mình trong tay Chúa cho trọn vẹn rầy người đang ngưỡng trọn phúc xứng đáng người đã lãnh nhận À, thế thì à, xin chị thánh Teresa đồng Xu cũng ban nhiều ơn lành, ban mưa hoa hồng, ban tình yêu xuống trên mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta cũng à, dành ít phút à, có thể là đọc kinh khấn chị thánh Teresa cũng là cái điều rất là tốt và điều thứ ba đó là chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng ôn lại tin mừng ngày hôm qua. Ngày hôm qua đó là Chúa Giêsu sau khi làm những dấu lạ điểm thiêng thì các môn đệ hết sức là là phấn khởi thì Chúa Giêsu lại nói một cái câu là thầy sắp bị nộp vào tay người đời hay là thầy sắp bị người đời bắt bị giết. Các môn đệ nghe mà các ông không thể hiểu nổi cái lời này. Thế thì qua cái lời mà Đức Giêsu nói các môn đệ không hiểu thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau hai ý. Thứ nhất, chúng ta cũng không dễ gì hiểu được lời Chúa đâu. Thế thì trước tiên là Chúa nói làm sao thì cứ làm y như vậy, không cần phải hiểu. Chúa bảo tha thì cứ tha, không không cần chưa vội phải hiểu. Và cái thứ hai khi thực thi lời Chúa rồi chúng ta mới hiểu. Nhờ ơn Chúa giúp khi thực thi lời Chúa rồi thì chúng ta mới hiểu. À, và Chúa Giêsu của chúng ta cũng là Thiên Chúa chịu đau khổ. À, xin cho chúng ta đi theo chúa chúng ta cũng có cái ơn để có thể đón nhận những cái đau khổ mà cũng không ngại gì cả đối với cá nhân con thì thực sự thì con cũng thích, rất là thích dân lễ thế nhưng mà cũng có những ngày thì cái cơ thể nó, nó, nó giống như sáng hôm nay con đi dân lễ cho các em khuyết tật vậy đó đi lên lầu bốn dân lễ cho các em mà không biết là có phải tối hôm qua mình ngủ trễ hay không trời ơi người nó uể oải uể oải nhưng mà con cũng nói với Chúa lạy Chúa xin cho con dâng lễ với Chúa khi khỏe mạnh và xin cho con cũng vẫn dâng lễ với Chúa khi chúng con không có được uể oải khó khăn nhưng mà thế thế nào thì cũng vẫn là phụng thờ Chúa trong mọi hoàn cảnh. À, thế thì Chúa của chúng ta là Chúa chịu đau khổ. Mình đi theo Chúa mình khỏe mạnh mình vinh quang thì dễ rồi. Đi theo Chúa mà phải gánh lấy những đau khổ mà vẫn đi theo thì đấy là tình yêu. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay Chúa nhật thứ 26 mùa thường niên. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng đây là cái thành phần lãnh đạo này và cũng là cái thành phần cứng đầu cứng cổ khinh chê Chúa Giêsu. À, khinh chê Chúa Giêsu họ đã thực nói là ông này là con ông du xe, con ông thở mộc đấy chứ học hành gì đâu. Nghèo khó và thất học. À, thì thì hôm hôm nay Chúa Giêsu nói với cái nhóm người đó, thượng tế và kỳ mục trong dân. À, Chúa Giêsu đưa ra một cái câu chuyện Chúa Sư cũng có một cái cách đấy Ngài đôi khi Ngài cũng đưa ra một cái câu chuyện Ngài hỏi xem mấy ông trả lời thế nào Và cũng dựa vào chính những cái câu trả lời của các ông ấy Mà Chúa Sư nói Thế thì bây giờ tôi hỏi các ông này Một người kia có hai người con à, Người cha đến nói với người thứ nhất Là hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho, cho cha Nó đáp Con không muốn Nhưng sau đó nó hối hận Lại đi à, Tức là khi mà được Chúa mời gọi nó bảo được cha mời gọi nó không 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 nhưng mà nhưng mà cái quan trọng là sau đó nó hối hận nên là nó là làm theo rồi ông bố đến gặp người thứ con thứ hai cũng bảo y như vậy nó đáp thưa ngài thưa ngài có sẵn sàng sẵn sàng nhưng mà nói xong để đó nó không làm vậy thì trong hai người con đó ai đã thi hành yêu muốn của người cha thì họ trả lời là người thứ nhất thế là Chúa Giêsu nói luôn đấy ông doan tẩy giả đến đã nói với các ông ấy, mà những người những cô gái điếm và những người thu thuế những người tội lỗi à, lúc đầu thì người ta từ chối nhưng mà sau đó thì người ta hối hận và người ta đi theo còn các ông ấy, à, các ông không có từ chối nhưng mà các ông cũng chẳng làm không có làm gì cả vì thế tôi nói cho công hay những cô gái điếm và những người thu thuế sẽ vào nước thiên đàng trước các ông bởi vì họ tội lỗi nhưng mà họ hối hận và họ làm còn các ông cứ tự coi mình là người không có tội, là người tốt lành nhưng mà các ông không có chịu làm theo lời Chúa thì các ông không bao giờ được vào thiên đàng. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày hôm nay thì chúng ta thấy có hai cái ý rất là rõ này. Thứ nhất là cái chuyện của đứa người con lớn. Con không đi làm nhưng mà sau đó nghĩ lại hối hận và lại đi. Và cái chuyện thứ hai là cái có những người là vâng thưa ngài, thưa ngài Nhưng mà cuối cùng chẳng làm gì cả. À, có lẽ là đối với tất cả chúng ta cũng vậy Nếu chúng ta đi lễ chúng ta đọc kinh mỗi ngày à, có lần con đã chia sẻ với cộng đoàn ấy, à, khi con ở giáo sư thánh tâm đấy thì con con thì cũng được cái ơn là con thích khấn hứa thế thì khi đi dâng lễ cho một cái nhà dòng kia xong đi về đi ngang qua đài đức mẹ la vang thì con cũng vô ơn khấn thì vô khấn đức mẹ la vang thì con vừa mới bước vào ấy, thì con nghe thấy cái ông cụ nhà kế bên ông tám mấy tuổi rồi ông ấy nằm liệt trên giường bệnh mấy năm trời rồi thế thì ông ga đọc kinh to lắm. Lạy Chúa con, Chúa à, lạy Chúa à, Chúa à, à, con kinh bên Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Trời con nghe xong con cũng cảm động con bầu đấy, một người nằm trên giường bệnh đau đớn đau đớn. Nhiều người thì nghĩ có thể là ma quỷ cắm dỗ cám mà lấy Chúa con làm gì nên tội mà Chúa để cho con đau đớn như thế này. Thế nhưng mà nằm trên giường bệnh đau đớn như vậy nhà thì cũng nghèo khổ như vậy mà người ta nói lời Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức thì cái câu nói đó nghe nó thật còn đối với tất cả chúng ta thì ngày nào chúng ta cũng đọc kinh kính mến lời Chúa còn kính mến Chúa hết lòng hết sức nhưng mà đôi khi chúng ta cũng chỉ là môi miệng thôi chúng ta nói nhưng mà chúng ta không có làm chúng ta nói mà không có làm thế thì bây giờ làm thế nào để cho chúng ta à, lắng nghe lời Chúa à, Chúc tụng Chúa ca tụng Chúa <laughs> giống như là ngoài giáo sư đấy, lễ dân lễ cho các em thiếu nhi à, ca nhập lễ nó hát là nó hát là tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng nào ta tiến vào đền đến chúa mà hát to sung lắm thế mà mình vô mình hỏi thế chúng con vừa mới hát cái gì cả hát cái gì cái nó nhắc lại là tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ nào ta đi nhà thờ nào ta tiến về đền thờ đến chúa thế bỏ Thế thì chúng con có vui không? Vui, vui thế tại sao mà đầu giờ cha thấy là các anh các chị giáo luyện viên là phải đuổi, xua đuổi chúng con thì chúng con mới chịu vào nhà thờ. À, rồi nói tới nói lui là vào nhà thờ thì là phải hát, phải ca để chúng con mới hát. Nếu vui thì đâu phải như vậy. Thế nhưng cái điều đó cũng cho chúng ta thấy là người chúng ta hát, chúng ta đọc kinh chúng ta hát, nhưng mà chúng ta không có lạ đối với cá nhân con bây giờ còn ngày xưa khi mới đi tu thì cũng háo hức lắm cái gì cũng muốn bàn cái gì cũng muốn hỏi cái gì muốn tìm ra kế hoạch thế nhưng mà theo năm tháng đến bây giờ thì con thấy cái điều quan trọng đó là làm là thực thi chứ còn kế hoạch thì cũng nhiều lắm ý tưởng thì cũng nhiều lắm nhưng cái quan trọng là bắt tay vào việc bắt tay vào việc chứ mình mình cứ ngồi mình cái bàn thật sự là từ cái bàn họp cho đến thực tế nó còn xa rộng 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 không thể nào không Chính vì thế mà con thì con có một cái quan điểm đó à, Nếu muốn cái gì thì cứ làm đi Rồi cái điều đó nó sẽ thành hiện thực à, Như là con đã chia sẻ với ông bà và anh chị em đó, Chúng con đã phát cơm ở một điểm nông quanh rồi Thì mà đi lên cái biển hồ Thì con thấy người Việt Nam ở đấy sống nghèo quá đi Thì con cũng muốn là có một cái bếp cơm ở đấy Thế thì khi muốn là chúng con bắt tay vào liệt Con với bà bác Ái con nói với ông là Các ông cứ lên trên đấy đi Lên đi uống cà phê đi tìm Rồi hỏi han người ta đi xem cuộc sống người ta như thế nào À, rồi nói chung là cứ tuần nào cũng lên tuần nào cũng lên. À, thế thì cứ cứ làm đi. Ngày xưa kia ở Thanh Tông cũng vậy đấy, cái nghĩa trang của Giáo sư thánh Tông đó thì nó thật là người ta ấy, các tuổi trước đấy, họ xây thì họ xây sát vào cái tường luôn là chỉ có một cái lối đi ở giữa thôi. Còn hai bên hông là không có cái lối đi, vì thế mà những cái ngày lễ mùng 1 tháng 11 à mùng 3, à, mùng 2 tháng 11 hay là à, ngày mùng 2 Tết đó, trời ơi nó chật cứng luôn thế này mấy người họ mới nói cha ví dụ cái nghĩa trang mình mà có hai đường hai bên hông thì hay quá thế con bảo con thấy cũng hay đúng thế bây giờ phải có cái đường nghĩa trang thì giáo dân thì đông lối đi thì có một lối thì làm sao được bây giờ thì phải mở ra hai lối thế thì xong là con nói ơ vậy thì quá tốt rồi cái mấy người hỏi thế nhưng mà bây giờ mộ chôn sát tường rồi thì biết làm sao mộ chôn sát tường người mộ chôn sát tường ấy Nếu mình muốn thì thôi thì mình cứ len len mà mình đi đi Mình vừa đi mình vừa cầu nguyện cho người ta à, Vừa xin Chúa vừa cầu nguyện cho người ta Nếu được lòng Chúa thì xin cho con cải lên để con làm đường Mà y như rằng nha, hết tháng 11 là con cải được cái đường đó luôn à, Thế thì kinh thưa quý ông bà và anh chị em đấy. Đứa còn thứ nhất nói con làm, con làm, con làm Mà cuối cùng nó có làm đâu còn đứa thứ, à, đứa thứ nhất nó nói là con không làm Nhưng mà cuối cùng nó làm Cái quan trọng là nó làm còn đứa con thứ hai nói là con con có làm có làm có làm mà cuối cùng nó không có làm. Thế thì xin cho chúng ta cũng vậy là cái quan trọng là bắt tay vào việc. Cái quan trọng là bắt tay vào việc. Thế thì để cho chúng ta thực thi lời của Thiên Chúa này, thứ nhất là chúng ta phải tập nghe, nghe lời Chúa mỗi ngày. Mình không nghe lời Chúa sao mình làm? Phải tập nghe lời Chúa mỗi ngày, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để cho lời Chúa nó thấm 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 vào trong lòng chúng ta. Tập nghe lời Chúa mỗi ngày cứ nghe, vui cũng nghe, buồn cũng nghe, khỏe cũng nghe, yếu cũng nghe, ngày nào cũng nghe. À, quý ông bà và anh chị em cố gắng đăng ký kênh Đa Minh Tây Ninh nha, phải bấm đăng ký. Bởi vì bây giờ thì Youtube nếu mình không có bấm đăng ký á, là chúng ta cũng cũng không có không có tự nhiên mà mình mở mà nó lên đâu. Nên là ông bà anh chị em cố gắng bấm đăng ký kênh Đa Minh Tây Ninh để rồi cùng với con này, đọc kinh này, lắng nghe lời Chúa mỗi ngày nghe. Để thực thi lời Chúa thì trước tiên là phải nghe lời Chúa nghe lời Chúa cho nó thấm đi nghe đi nghe lại ngày nào cũng nghe hết ngày nào cũng nghe vui cũng nghe buồn cũng nghe nghe cho nó thấm nha yeah. rồi cái thứ hai đó là làm từ từ ví dụ như là Chúa kể cái chuyện là cái anh giàu anh thanh niên giàu có anh muốn đi theo Chúa đấy Chúa bảo anh hãy bán tất cả những gì anh có cho người nghèo đùng một cái mình bán tất cả sao mình bán nổi đấy. nhưng mà mỗi tháng một đồng thì có thể được đấy. Thế thì thực thi lời Chúa từ từ À, chúng ta chưa thể bán tất cả gia tài cho người nghèo thì chúng ta có thể chia sẻ một đồng hai đồng mỗi tháng cho người nghèo tập làm từ từ rồi điều thứ ba với ơn Chúa giúp với ơn Chúa giúp chúng ta có một cái quyết quyết tâm để thực thi nó trọn vẹn hơn thành ý của Thiên Chúa để kinh thưa cộng đoàn, à, chúng ta đã chính thức bước vào tháng Mân côi kính đức mẹ rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay thôi. Gia đình kinh Mân côi thánh đa minh chúng ta cố gắng đọc kinh nhá Đọc kinh chung được thì tốt. cố gắng đọc kinh 9 giờ sáng và 7 giờ 30 đi tối, 3 giờ chiều thì kinh lòng thương xót. Chúng ta cố gắng bấm đăng ký kênh đa minh tây ninh để chúng ta cùng nhau đọc thôi. thì trong tháng thì chúng ta cứ nghĩ đơn giản, thôi thì trong tháng 10 chúng ta cố gắng trong tháng 10 cứ từ từ như vậy cố gắng trong tháng 10 chúng ta thực thi đi cố gắng trong tháng 10 chúng ta thực thi đi. À, cái quan trọng là thực thi lời Chúa. Mà để thực thi lời Chúa thì cũng phải tập từ từ, tập từ từ thế thì chúng ta không dám nói ngày nào cũng đọc hết nhưng mà thôi thì tháng 10 thì chúng ta cố gắng cùng nhau đọc Kinh Minh Côi để vâng lời Đức Mẹ ha. À, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta. Còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.